Đây là bài tập đọc thứ 13. Hãy đọc to từ số 1. Do. Hãy thử đọc số 2. Không phát âm con chữ K trong từ cuối cùng. Do you know? Do you know? Bây giờ, bạn hãy thử đọc số 3. Chú ý, trong câu này hai con chữ Ấu oh. đi liền nhau được phát âm khác với khi nó đứng một mình. Who took my book? Who took my book? Hãy đọc số 4. No, I don't. Từ số 5. Go. Số 6. Go to the left. Số bảy. You too. Hãy thử đọc số tám. Từ cuối cùng là tên một tháng. Trong tiếng Anh, tên các tháng được viết hoa. Today it's May. Today. Bây giờ, bạn hãy đọc từ số 9. Pat. Số 10. Pat has a pet. Hãy đọc từ số 11. Bet. Hãy xem cặp từ trong số 12. Hãy nhắc lại hai từ này theo người Mỹ. Chú ý đến các phụ âm đầu khác nhau. Pet. Bet. Pet, bet. Bây giờ bạn hãy đọc cặp từ trong số mười ba. Tab, tap. Tab, tap. Bạn phát âm các phụ âm cuối trong các từ này có giống người Mỹ không? Hãy đọc lại số mười ba. Tab, tap. Hãy đọc số mười bốn. What a big pig! Số mười lăm. He rode his bike on the pike. Bây giờ, Bạn hãy đọc từ số 16. Cloak. Cloak. Hãy thử đọc từ số 17. Croak. Hãy đọc hai từ số 16 và số 17 liền nhau. Chú ý đến các phụ âm đầu. Cloak, croak. Hãy đọc số 18. It's my clock. Số 19. Close the book. Số 20. He's cross. Bài tập đọc thứ 13 đến đây là hết.